Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe 7 chỗ ngồi gầm cao mà chúng tôi vừa mới mua về được. Đó chính là chiếc xe Toyota Prado ạ. Tên chính xác đầy đủ của nó là Toyota Land Cruiser Prado phiên bản TXL. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được 7.900 km rồi quý vị các bạn nhé. Đây là cái phiên bản 7 chỗ ngồi và gầm cao. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc quý vị bạn nhé, nhập khẩu nguyên chiếc và được trang bị động cơ xăng 2.7 lít và hộp số tự động ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 1 tỷ 580 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 75% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến những dòng xe SUV 7 chỗ ngồi thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Thank you.